chuyện của hai bạn là sau hôn nhân có gì vui giống như trước hôn nhân không? Tại cãi nhau nhiều lắm, ổng nóng tính, bực chuyện gì không nói, không giống như là không ai vũ phu mà lắm tức vợ, không làm gì được, đấm vô tường. Đấm xong mà nhõng nhẽo mà. Đau quá. Rồi giỡn lại xoa vào nóng không? Không, em nói làm đâu, em nói đáng đời. Xong rồi nằm ngủ. Ngủ xong ngày em sao giận, không em mặc vợ luôn, bỏ đi xong em giận lại xong mới nghỉ. Rồi bây giờ nè, vợ em có tật xấu gì? Là bà tám. Và thứ hai là hay cằn nhằn em. Hay cằn nhằn. Thứ ba? Dạ, nhõng nhẽo. Có thứ tư không? Cái này em không biết phải tật xấu nè. Ngày nào về làm bao nhiêu em đưa hết. Móc là móc đủ 4 túi luôn, không chừa túi nào hết. Nhưng mà nói em lục túi sau thì em chứ ông giấu túi trước. Thế rồi cái tật xấu của chồng em là cái gì? Không biết phụ vợ chăm con. Lúc mà em sinh á, 3 tháng rồi mới ẵm con trên tay. Ẵm mà luôn thế này nè. Ẵm thôi, ẵm một tư thế thôi. Em thấy em bé nhỏ quá, em sợ. Sợ nó gãy đúng không? Dạ, sao? Em không dám bế. Nên chỉ có lực thôi. Dạ. Và các bạn nhớ nha, cứ vào lúc 22:30 tối Chủ nhật hàng tuần, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.